Với số ca mắc mới ngày càng gia tăng khó lường và những nguy cơ đến từ hậu Covid, từ thời điểm Covid-19 trở thành bệnh thông thường tại Việt Nam rất khó dự đoán. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, họ quan ngại trước quan điểm bệnh thông thường là vì khả năng xuất hiện biến chủng mới đây gây áp lực hệ thống y tế. Covid-19 đang được Bộ Y tế xếp vào nhóm A, nhóm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng, tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh. Cùng nhóm này còn có các bệnh cúm A H5N1, dịch hạch, đậu mùa, sốt xuất huyết, tả vân vân. Trong khi đó, một bệnh dịch được coi là bệnh thông thường còn gọi là bệnh đặc hữu khi nó lưu hành ổn định trong cộng đồng, theo nghĩa có thể dự đoán được số ca nhiễm ở mỗi thời điểm nhất định. Bên cạnh đó, bệnh cần tạo miễn dịch cộng đồng gồm miễn dịch tự nhiên và độ bao phủ vaccine, đồng thời ngành y tế có khả năng khống chế được dịch. Theo tiêu chí này, bác sĩ Nguyễn Tri Thức cho rằng hiện tại số ca mắc mới tăng nhanh, riêng ngày 18 tháng 2 ghi nhận hơn 42.000 ca nhiễm và chưa dự đoán được số bệnh nhân thời gian tới sẽ như thế nào. Tình trạng này có khả năng tạo ra biến chủng mới, có thể chủng độc lực cao, nguy cơ gây vỡ trận y tế, do vậy mà chưa thể xem COVID-19 là một bệnh thông thường các chuyên gia cho rằng cần xem xét tình hình dịch bệnh trong vài tháng nữa mới có thể quyết định khi tỷ lệ bao phủ vaccine trên thế giới cũng như trong nước đạt mức cao, thêm nhiều thuốc đặc trị virus để người dân dễ dàng tiếp cận thuốc khi mắc bệnh. Việc Bộ Y tế vừa cấp phép khẩn cấp 3 loại thuốc chứa hoạt chất monopiravir điều trị COVID-19 do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất được đánh giá là động thái rất ý nghĩa. Từ nay, Việt Nam có thể tự túc thuốc kháng virus, vũ khí chủ lực trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 chủ động tiến trình thoát đại dịch. Theo Phó Giáo sư Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa Y tế Công cộng Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh thuốc điều trị, tỷ lệ bao phủ vaccine ngày càng tăng sẽ tạo miễn dịch cộng đồng là điều kiện để COVID-19 trở thành bệnh thông thường. Ông Dũng nói, khi khoảng 90% người dân trở lên đã đạt được tiêm đủ liều vaccine thì bệnh COVID-19 sẽ tương đối ổn dù vậy các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên chủ quan coi covid-19 như là bệnh cúm mùa tuân thủ các biện pháp phòng ngừa là tiêm chủng biện pháp năm k khẩu trang khoảng cách khử khuẩn khai báo y tế không tụ tập tự test nhanh tại nhà khi có dấu hiệu nhiễm khai báo và điều trị người bị bệnh nền tuổi cao hoặc chưa tiêm vaccine chủ động bảo vệ bản thân các địa phương nâng cao cảnh giác đặc biệt với biến chủng omicron không chủ quan trong phòng chống dịch Hồi cuối tháng 1, COVID-19 đã cướp đi mạng sống của khoảng 64.000 người trên thế giới mỗi tuần. Bàn luận về vấn đề này, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, học cách sống chung với virus không có nghĩa là thỏa hiệp khi số người chết lớn đến vậy. Các nước có thể bắt đầu xử lý COVID-19 như mầm bệnh đặc hữu vào thời điểm khác nhau dựa trên mức độ miễn dịch cộng đồng của họ.